Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn bánh ngũ quả ngày Tết nhé. Đây là mình mới bày tạm ạ, hôm nay 28 Tết. Đây là quả đây, bưởi là sẵn thắp hương ngoài sân, mới tạm bánh kẹo, hoa quả. Sắp mâm ngũ quả ngày Tết các bạn nhé. Quả táo, cam, lê, thanh long, chuối, bưởi, dừa, xoài, phật thủ, đu đủ nhà bưởi. Nó khô. Cho nó khô lâu qua là cái nó mới sạch sẽ, nó khô ướt. Còn này cháu sẽ chiên trước. Hành xoài bà, hành nhất xoài nó thấp hơn bà. Bánh nhất xoài nó thấp hơn. Không, xoài này xoài xanh rồi. Giờ này thấp quả thì nó cũng đỡ hơn là táo. Cứ như là bên bàn thờ xong thì xếp bảng, bên bàn thờ xong thì xếp, không còn là đồ. Không vắng thì con biết rồi, tức là ý là chỉ một ít rồi. Thanh long chưa ấy, thanh long đu đủ dừa. Thấy các bạn, không khí Tết quất đấy ạ. Đây để xếp mâm để cúng giao thừa. Tôi cứ bày hết thôi chứ làm gì nào, vì không để nhiều thứ quá. Đang tính được rồi. Để thế nào là cái quả này đẹp. Giao thừa thiêng liêng. Có đu đủ bàn chứ cho.
đấy, các bạn bỏ vô đường đấy, ok. Cho quả đu đủ dưới này. Tương đối rồi đấy. Ừ. Đấy khe à? Có khe. Bắt đầu là một cái lễ. Có không có chỗ mà để lên trên bàn thờ, nó chặt quá không vừa. Đèn đỏ bên vàng. Hôm nay là 28 Tết nên nhà mình mới có được cái này, chưa chuẩn bị hết đầy đủ các bạn ạ. Vì lễ liếc và mình chưa bày được hết lên nhé. Mình mới tặng cái này thôi. Ba mươi thì sẽ bày được hết ạ, để mọi người đi lễ cũng chưa ấy của nhà. Như vậy là mình mới tạm được như thế này hương trên bàn thờ ngày Tết các bạn nhé. Chuẩn bị dần, làm dần. Đây là buổi diễn nhà mình nhé. Bây giờ là bắt đầu nó vàng chín rồi. Các bạn có mua thì chúng ta nên mua buổi diễn bây giờ nha. Chúng ta để sẽ được buổi diễn để được rất là lâu. Chúng ta ăn được đến tháng 2, tháng 3, bưởi vẫn ngon nhé. Cái bưởi quả rất là sai, chữ cành đấy ạ. Bưởi nhà mình lâu năm già nên là nó có rất là nhiều tầm ngửi của cây bưởi các bạn nhé. Trong khi cành tầm ngửi rất là nhiều. Tầm ngửi thì có tác dụng rất là tốt khi chúng ta điều trị các bệnh trong đông y hay là bệnh về xương khớp nhé.